Nay học tiếp bài 4 động vật. Ôn tập. Gấu trúc. Súng mau. Súng mao. Cậu. Cẩu. Chu. Chu. Mau. Mao. Đều có chữ mèo này. Ở mình gọi là gấu mèo này. Súng mau. Là súng mao. Súng mao là gấu. Gấu gấu trúc, nhưng mình thực ra mình gọi là gấu mèo. Súng mau. Chưa. Chưa đây. Chưa sư z h với thanh 4 e huyền là thanh 4. Chưa sư súng mao. Đấy con gấu trúc. Chưa sư của tớ cậu. Đây là con chó của tôi. Đây là của tớ cậu. Con chó của tôi. Chưa. Chữ xanh này chắc có bộ gì bên trái rồi. Bộ xước chỉ sự đi lại, những bộ này thường mô tả sự vật sự việc liên quan đến đi lại lộ trình hoặc chân. Thực ra thì nói vậy thôi chứ nhiều khi mình chả hiểu là chữ chưa là đây là đi lại kiểu gì. Chưa đây, như này phải một phát bên trái này. Là Chu, chu, Súng mau, súng mao, mau, mao, cậu, chu. chu. Chữ chu ấy, thì bây giờ nhớ như nào? Chữ chu thì chữ chu, mọi người nhìn chữ chu là một này, Chu, chữ mao là mau, hai này, cẩu cậu, là ba này. Ba cái chữ này đều là động vật, cho nên đều chu. có bộ con vật ấy. Hôm trước mình học là cái bộ gì quên bố mất rồi, là ở bên trái đấy, thì cái chữ chu này là con lợn này, là có chữ chữ nhật ở bên dưới Chu. đấy, chữ chu chắc là lợn phải ăn hàng ngày nên có chữ nhật, chả biết. Na shi chu. Là sự chu, Na. na đây là kia, như vậy nãy mình học là chưa là đây thì na là kia, chưa na. Chưa sư na sư, đây là kia là chưa sư na sư. Na sư chu, đây là con lợn. Ai sẽ nhầm, na là kia cơ mà, na sư chu là kia là con lợn mà. Thế nào nó quay lại cho mình chưa? Na shi ta de mao. Na thầy rồi, na sư tha tờ mau. Na shi zhu. Na sư chu kia là con lợn. Zhe ye shi xiong mao. Ye. Là cũng thường đứng sau chủ ngữ, cấu trúc là chủ ngữ cộng dĩa cộng động từ tân ngữ. Nói thật là mình dốt ngữ pháp lắm nhưng mà nhìn cái này chả hiểu, nhưng mà mình cứ học ở đây nó quen hết. Chưa dĩa sư chúng mau. Chưa也是熊猫. Kia cũng là con lợn. Na có chữ cũng mà. Lìa sư chu. Na也是猪.也. Là một chữ đơn thể. Nên má còn phải này. Má còn... Chưa ở đây. Na shi ta de mao. Na sư tha tợ mau. Xiong mao. Súng mao. Gấu trúc. Gấu gấu mèo là gấu trúc. Súng mao chắc là có nhiều lông, mình cứ tưởng tượng như thế đi. Zhe shi xiong mao. Chưa sư súng mao.
们也有狗。他们也有狗，họ cũng có chó. Họ cũng có chó đây đầu tiên. Mỹ quốc nhân也有熊猫。Người Mỹ cũng có gấu trúc. Chúng tôi cũng yêu gấu trúc. Chúng tôi là ủa mấn cũng là dễ ủa mấn dễ ai súng mau ủa mấn sang câu nào đây là ủa mấn tâu ai mau không phải ủa mấn tâu ai súng mau không phải ủa mấn dễ ai súng mau đây rồi anh ấy cũng yêu con mèo của anh ấy à, đây chữ gì ạ chữ tha tha với dĩa này là giống nhau anh ấy cũng là giống nhau nhưng tha có bộ nhân đứng tha dĩa anh ấy cũng yêu ai chữ ai lòng ngoằng cái tàu nữa tha dĩa ai con mèo của anh ấy tha tợ mau Yeah, ai tha the mau. đây chưa z h e Yeah, ai cậu. ủa dễ ai cậu Na yeah, sư chú. na dễ sư chú tiếp tục bò Niu, níu xiong mao, chu, yang, niu, cừu yang, giáng cừu niu, níu chu, xiong mao, yang. Zhe shi niu ma? chưa sử níu Ma? ma là chữ không đặt cuối câu là nó sẽ biến câu thành câu hỏi trợ từ ma dùng để đặt câu nghi vấn trong tiếng Hán ma đặt cuối câu trần thuật sẽ tạo ra câu nghi vấn ma tương đương với phải không trong tiếng Việt chưa sư níu ma đây là con bò phải không Na sư yang ma? na sư giáng ma con cừu phải không kia không phải là con cừu na pú sư giáng Na bú sư yang. Yang. dáng ngang trước sổ sau trên trước dưới sau ngang trước sổ sau dáng nhìn như có cái sừng con cừu bạn có mèo không ní dầu dáng à ní dầu mau ma Nǐ yǒu māo mà? na sư giáng ma Nà shì yǎng mà? câu đáp án là úa dầu níu như vậy câu hỏi sẽ là ní dầu níu ma ní dầu níu ma Nǐ yǒu niǒu mà? níu Mà? ma 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 nó có một bộ khẩu bộ khẩu chỉ miệng mồm những chữ của bộ này thường mô tả sự vật sự việc hành vi liên quan đến miệng ngoài ra bộ này còn tượng trưng cho vật thể có hình dáng khối hộp bộ phận của công trình kiến trúc những chữ này có bộ này thường liên quan đến kiến trúc hoặc vật thể mà nhưng mà mình lại thấy là đây là mồm với cả con ngựa thì đúng hơn Níu. níu con cừu
Ai sẽ nhầm con bò, nếu là con bò. Nì ai xiống mau mà. Bạn yêu gấu trúc không? Nếu Nếu là con bò. chưa sư giảng mà. Chưa sư giảng mà. Kia là con cừu phải không? Na Na sư sư cừu này giảng giảng mà. ma. Na sư giảng ma. Nì dầu chú mà. Ủa Ủa mấy dậu mấy dầu chu chú. Ủa mấy dầu chú. Nì dầu cậu ma. ní dấu cẩu ma. Cừu là gì nhỉ? Dáng. Dạ. Dáng. Chưa sư nỉ tợ cẩu ma. Chưa pú sư của tợ cẩu. ma? Chưa bú sư của tớ cậu. Chưa sư mê mê tờ nhiều ma. Chưa sư mây mệ tợ níu ma. Đây là con bò của em gái, phải không? Bạn yêu con mèo của bạn không? Nỉ Nhị ai? ai Nỉ. nhị tơ Nỉ ai nỉ tợ? Mau. Mau Ma. ma. Nì ai nì tờ mau ma. Nỉ ai nỉ tợ mau ma. Tiếp tục. Ba xong rồi. 13. Câu hỏi chính phản. Cá. Ý. Úy. Chữ úy này cách nhớ là bạn nhìn thấy cá lại bên trên có vây. Đấy, nó bơi bên dưới cái bên trong nước nhưng mà lại bên trên cái nền. Như vậy bên phía bên trên cái chữ này cái vây ở bên dưới này là cái nền. Con cá được chia thành một hình Ý. bốn cái vuông này. Tiếp theo Chi. chi là con gà này, Nếu. níu con bò, Nhảo. nẻo là con chim, Ý. úy là cá. Con gà Chi. chi, con gà này thì chả biết nhớ như nào cho dễ nhỉ. À bên trên này nó có một cái dấu phẩy này này, là giống như cái mào con gà này. Xong rồi bên dưới này có chân này, thì con gà này đứng hai chân nhưng nhìn như một chân đấy. Gà này. Dúi. Yang. Dáng con cừu không có sừng nhưng mà mình cứ tưởng tượng nó có sừng đây. Con cừu thì ở giữa nó phình to ra đấy. Nó có ba cái gạch phình to ra đấy. Yang. Dáng. Xiong mao. Súng mao là con gấu mèo này. Chi. Chi. Chờ sư bố sư yu. Chưa sư bố sư dúi. Đây là cấu trúc mới mà nó hỏi là sư là như vậy, bố sư là không là, sư bố sư là hay là không. Chưa sư bố sư dúi. Đây là con cá phải không? Đây là Ý. ý. Mặt vuông chữ điền, bơi trên nền đất. Cái vây này, cái chữ này thì viết là bên ngoài trước, bên trong sau nhé. Vào nhà trước, đóng cửa sau. Vây này, vẽ là bên ngoài trước này, bên trong sau rồi đi ra đóng cửa. Na sư bố sư chi? Na sư bố sư chi. Kia là có phải là thì chuẩn hơn.
con gà. Không. Tia là con gà. Na sư chi. Na shi ji. Na sư chi. Chim. Niao. Nẻo đây rồi. Chim giống như con gà đậu trên một cái mô gì đó. Niao. Nhưng Niao. con gà thì lại có cái bộ gì ở bên bên trái. Yu. Ý là cá. Gou. Cẩu là chó. Yang. Giáng là cừu. Niao. Đây có phải là con chim không? Chưa sư bú sư nẻo. Chưa是不是鸟? Chi. Chi. Chả biết cái bộ này là bộ gì mình chả biết. Đây chim này. Họ gà thì họ lông vũ này. Nghi lắm. Bộ điểu. Đấy thuộc họ chim. Chỉ chim chóc đúng rồi. Những chữ bộ này thường liên quan đến các loài chim hoặc gia cầm. Thế này nhớ cái đấy là thuộc chim hoặc gia cầm. Có nhữ, có cái chữ này, này. Có cái mắt này, có mào, có mắt này, có chân này. Xong cái bộ này trông như là bộ gì? Phải cái mào này. Xong rồi. À thiếu nét. Nên thiếu nét móc à. Sao à phải bây giờ lại còn có cái mắt nữa. Xong cái móc đậu trên một mô đất. Na shi bu shi yu? Na Na sư shi yu? ý. Na shi yu? Na sư ý. Ni yǒu mei yǒu niǎo? Ní dầu mấy dầu. Mei yǒu. Mấy dầu là không có trong tiếng Hán. Ngoài câu nghi vấn sử dụng ma còn có thể sử dụng câu nghi vấn sử dụng thể khẳng định, thể phủ định của động từ. Cấu trúc là chủ ngữ cộng động từ cộng pu cộng động từ cộng tân ngữ. Trong dạng này không được xuất hiện ma. Động từ cộng pu cộng động từ là phủ định của động từ đấy. Thể phủ định của dầu là mấy dầu. Không biết có nói là dầu pu dầu đúng không nhỉ? À có dầu pu dầu ní dầu à không phải không phải không không dùng pu dầu được phải nó có nhỉ vừa lấy học xong. Vì vậy câu phủ định cho dạng này là chủ ngữ cộng dầu cộng mấy dầu cộng tân ngữ. À như vậy thì không sử dụng pu được. Nỉ dầu mấy dầu nẻo. Bạn có chim không? Có chưa? Hỏi thế là hỏi. Nì mến dầu mấy dầu nhiều? Nỉ mấn dầu mấy dầu nếu các bạn có bò không? Nếu là bò mà không. Nhìn thấy chữ cừu hơi hoang mang. Họ có cá không? Tha mấn dầu mấy dầu ý. Họ有没有鱼? Chi gì với y. Chi gì với cả thanh ngang. Chưa是不是鸡? Chưa sư bố sư chi. Đây có phải con gà không? Chim. Chim. Nhào. Nẻo đọc luôn mấy từ này nhá. Yang. Giáng. Giáng là con cừu này. Niu. Nếu là con bò này. Yu. Nhí là con cá này. Mao. Mao là con mèo này. Chu. Chu là con lợn này. Lão chư đấy. Niao. Nẻo. Ni ai bu ai yu? Nỉ. Ai bú ai. Ý. Sao sai? À thiếu chữ không. Tha mấn mấy dầu dáng. Tha mấn
他们有没有羊？他们有没有羊？他们没有羊。Ở bên này mình nghe cái thể loại câu hỏi này nghe bực lắm. Nó hỏi là tha mấn dầu mấy dầu dáng, tức là nó nói nó không có lên giọng ở cuối câu đâu. Tha mấn dầu mấy dầu dáng nói như một câu khẳng định, tức là nếu mà mình mà không nghe được, mới nghe mà không nghe được á, thì không biết là nó hỏi mình đâu. Nhiều khi mình ngơ như điếc kệ, lúc nào mà nó muốn hỏi thì nó hỏi thêm, nó quay ra mình nó hỏi chậm lại thì mình trả lời. Nì ai bù ai cậu? Nó nếu mà ví dụ như nỉ ai cẩu ma thì cái chữ ma cuối mình nghe này, mày có yêu chó không thì nghe lại dễ nghe, nhưng bọn này nó rất hay dùng cái từ là phụ thể phủ định này, nỉ ai bù ai cẩu, nỉ nỉ ai bù ai cẩu thì chả khác gì mình nói cho cái việc mày yêu chó không, thì nghe thấy phát là phát hiện ra câu hỏi ngay thì mình phải tập trung focus lại, tập trung lại để trả lời. Nhưng nếu cho nhân viên mình mày yêu chó không, nghe nỉ ai bù ai cậu, đây có phải là con chó của bạn không, chưa sư bù sư nỉ tờ cậu, chưa sư bù sư nỉ tờ cậu, đây rồi. 这是不是你的狗？Họ có yêu chim không? Tha. Tha mấn.他们Ai.爱Bú.不Ai.爱Nhẹo.鸟？他们爱不爱鸟？你爱不爱鱼？Bạn yêu cá không? Nỉ. Bạn có yêu cá không? Tiếp tục.这是熊猫，Chưa sư chúng mau.这是牛吗？Chưa sư nếu mà. Chúng mau.那是羊吗？Na sư giảng ma.那是猪。Na sư chu.那是不是鱼？Na sư bù sư yu. Bên Trung Quốc này nó nói nhanh lắm cái từ sư sư. Nó nói sư sư bù sư nhưng mà nó nói sư sư. Sư sư. Nhanh lắm.你有没有鸟？Ní dầu mấy dầu nẻo, mình nhớ ra mà dầu mấy dầu nẻo, ok hôm nay xong bài động vật.